học trò Ngọc Sơn giành quán quân, hãy nghe tôi hát. Ngô Thái Ngân, cô ca sĩ quê Bến Tre giành ngôi vị quán quân hãy nghe tôi hát và nhận số tiền thưởng 100 triệu đồng. Tối ngày 8 tháng 6, chung kết hãy nghe tôi hát 2023 lên sóng trên truyền hình Vĩnh Long một với màn tranh tài của ba thí sinh Viết Thu, Phim Nguyên Hy và Ngô Thái Ngân. Đảm nhận vai trò giám khảo là danh ca Thái Châu, danh ca Giao Linh và ca sĩ Ngọc Ánh. Trong đêm chung kết, Ngô Thái Ngân, học trò của danh ca Ngọc Sơn chọn hai ca khúc từng được danh ca Giao Linh thể hiện thành công là Màu Hoa Bí và Hai Lối Mộng. Chất giọng ngọt ngào cùng cách xử lý bài hát của cô gái quê Bến Tre được các giám khảo đánh giá cao. Danh ca Giao Linh khen ngợi Ngô Thái Ngân vì khéo léo kết hợp hai bài hát thành một liên khúc phù hợp. Bà xúc động chia sẻ, tôi rất hài lòng với cách hát của bạn. Chúc bạn luôn thành công. Trong khi đó, danh ca Thái Châu yêu thích chất giọng ngọt ngào, giàu tình cảm của Thái Ngân. Ông cũng dành lời khen cho bản hòa âm và nhắn nhủ, cảm ơn vì bạn luôn hết lòng hết dạ với cuộc thi. Ca sĩ Ngọc Ánh đánh giá Ngô Thái Ngân phù hợp khi hát những nhạc phẩm của danh ca Giao Linh. Bạn hát bolero và những bài hát mang âm hưởng dân ca đều hay. Những thể loại này rất phù hợp với chất giọng của bạn. Nhưng tôi nghĩ bạn nên lựa chọn mashup hai ca khúc tương đồng để dễ hát hơn. Giọng ca Mùa Xuân Bên Cửa Sổ nhắn nhủ. Với màn thể hiện này, Ngô Thái Ngân đã thuyết phục ban giám khảo để giành ngôi vị quán quân hãy nghe tôi hát, nhận số tiền thưởng 100 triệu đồng. Ca sĩ Viết Thu giành á quân với 70 triệu tiền thưởng. Giải ba chung cuộc thuộc về Phim Nguyên Hy với số tiền thưởng 50 triệu đồng. Ngô Thái Ngân hạnh phúc với kết quả vừa đạt được. Cô nói tình yêu thương của khán giả là động lực để bản thân cố gắng cho giải thưởng cao nhất tại cuộc thi. Với Hãy Nghe Tôi Hát, giọng ca quê Bến Tre có cho mình nhiều trải nghiệm khó quên. Cô bộc bạch, đã rất lâu rồi tôi không được đứng trên một sân khấu hoành tráng, chuyên nghiệp như tại cuộc thi lần này. Và rồi may mắn đã mỉm cười với tôi. Điều quan trọng nhất là tôi đã làm được, đã chiến thắng chính mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.